Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, sau tuổi 40 thì tình trạng đi tiểu liên tục ban ngày hơn chục lần hay thức dậy 4-5 lần vào ban đêm để đi tiểu gây mất ngủ, mệt mỏi gặp rất phổ biến ở cả nam và nữ. Như vậy thì làm thế nào để kiểm soát được tình trạng rối loạn tiểu tiện đầy phiền toái này là mong muốn của rất nhiều người. Và tuần vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được hơn 200 câu hỏi của khán giả liên quan đến chủ đề này. Và rất nhiều câu hỏi cũng đã thắc mắc về nguyên nhân cũng như cách điều trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Và để tìm hiểu hội chứng này thì chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia khách mời. Xin được giới thiệu bác sĩ Lý Bá Tước, bác sĩ chuyên khoa 2 Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Và lời đầu tiên thì Quang Quý xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào MC Quang Quý. Xin chào quý vị khán giả. Và kính thưa tất cả quý vị, hiện tại thì tổng đài của chúng tôi 1900 3192 đã mở rồi ạ. Ngay trong thời gian 60 phút phát sóng của chương trình Bạn Hỏi Thầy Thuốc Trả Lời, quý vị có thể gọi tới số hotline 1900 3192 để được bác sĩ Lý Bá Tước tư vấn, giải đáp những thắc mắc về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay còn có sự tham gia của nhãn hàng Ích Niệu Khang của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phổ Biết. Thưa quý vị, Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ, chiết xuất từ hạt bí đỏ, đặc biệt Pepo và mầm đậu nành, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát trong hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB ở cả nam và nữ. Sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội. Kết quả đăng trên tạp chí Y học Việt Nam cho thấy trên 96% người dùng hiệu quả, giúp giảm rõ rệt số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tăng khả năng đàn hồi cơ bàng quang, duy trì sự ổn định lâu dài của bàng quang và từ đó thì giảm tái phát rối loạn tiểu tiện. Đặc biệt trong thời lượng phát sóng thì nhãn hàng cũng có chương trình ưu đãi đặc biệt mua 5 tặng 3 cho 100 khách hàng đầu tiên gọi điện thoại tới số điện thoại miễn cước 1800 6723 để đặt mua Ích Niệu Khang. Và theo đó, 100 khách hàng đầu tiên đặt mua 5 lọ Ích Niệu Khang 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp Ích Niệu Khang 20 viên và tổng giá trị quà tặng tới 465.000 đồng. Quý vị hãy gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại 1800 6723 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và chương trình ưu đãi quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với bác sĩ để cùng nhau có những cái cách giải quyết về những vấn đề đang gặp khó khăn. Và thưa bác sĩ, tiểu đêm, tiểu nhiều lần thì phải nói là gây rất là nhiều phiền toái cho người mắc. Như vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiểu tiện ở cả nam và nữ thưa bác sĩ? Dạ vâng, xin chào quý vị. Thì tiểu đêm, tiểu nhiều lần và tiểu lắc nhắc, nói chung thì đó gọi là tình trạng rối loạn cái đường tiểu tiện, nghĩa là nó làm cho bệnh nhân khó chịu vô cùng, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới giấc ngủ, ảnh hưởng tới nghĩa là làm rất là nhiều cái phiền toái cho người bệnh. Thì trong cái rối loạn về đường tiểu thì nó có những cái bệnh lý có thể xảy ra. Đầu tiên thì mới nhắc đến, nó có thể là vì viêm đường tiểu, nghĩa là viêm niệu đạo đó. Thì lúc đó cái tình trạng viêm ở đó là một, thứ hai là cái tình trạng sỏi ở bàng quang, thứ ba là cái tình trạng sỏi ở thận nó cũng ảnh hưởng, nghĩa là nó rối loạn về đi tiểu, nghĩa là những cái bệnh lý đó, đó thường nó có những cái triệu chứng nhiều làm đi tiểu rác, tiểu buốt rất là khó chịu, tại vì do tình trạng viêm thì nó có thể cái tình trạng đi tiểu rác, tiểu buốt. Còn đa số ở tuổi mà nam, và ngoài ra còn có bệnh lý nữa là phì đại tiểu tuyến, mà thường phì đại tiểu tuyến thì chỉ gặp ở nam nhiều hơn thôi, không thấy nữ. Nữ là không có bị cái tình trạng phì đại tiểu tuyến đó. Còn cái bệnh lý mà thường chúng ta hay không để ý tới đó là bệnh lý gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt, nghĩa là cái bệnh lý đó rối loạn bị đi tiểu, nghĩa là tiểu nhiều lần, tiểu gắt, tiểu gấp, tiểu xón, tiểu lắc nhắc, vân vân, rất là nhiều lần, nhưng mà khi mà đi kiểm tra về đường tiểu thì không có một cái dấu hiệu nào tổn thương hết, và nó chỉ là gọi là tình trạng có rối loạn co thắt, người ta nói theo định nghĩa của hội niệu học niệu thận của thế giới thì người ta nói là do cái tình trạng rối loạn về co thắt của cái cơ bàng quang, nó gây tình trạng đi tiểu và làm cho tình trạng xáo trộn ra tiểu nhiều ngày này, nhiều lần này, tiểu đêm nhiều lần này, tiểu gấp nghĩa là tiểu không có nhịn được, mắc là phải đi liền, không là bị xón ra quần, và tiểu lắc nhắc là tiểu đi nhiều lần trong ngày. Và đó thì đó là những cái khó chịu của tình gọi là chứng bàng quang tăng hoạt. Thì cái chứng bàng quang tăng hoạt đó nó gây tình trạng rất là nhiều cái khó chịu, chúng ta cũng thấy rồi, nó làm cho mình ảnh hưởng chất ngủ, ảnh hưởng tới gọi là nhiều người nó mặc cảm, người ta không muốn đi đâu hết, đi đâu cũng mắc tiểu, rồi cứ chạy đi tiểu hoài thì người ta cũng ngại đi, ảnh hưởng tới sinh hoạt, ảnh hưởng tới nhiều thứ, thì cái đó là cái mà làm cho bệnh nhân rất là khó chịu. Thì đồng thời nếu mà tình trạng tiểu nhiều lần như vậy mà chúng ta không điều trị thì có thể nó gây tình trạng xấu hơn, có thể là gây nhiễm trùng tiểu tăng lên, nhiễm đi nhiễm lại nhiều lần, làm cho cái đường tiểu chúng ta bị viêm nhiễm liên tục, thì cái đó cũng là cái khó chịu. Đồng thời có số trường hợp nó gây ứ lại nước tiểu lại, nó cũng gây sỏi thận, nó gây sỏi bàng quang rất là khó chịu. Thì đó là những cái mà
Khi chúng ta bị chứng bằng quanh thăng quạt, theo tôi thì chúng ta nên đi khám để đánh giá trước. Tại vì bằng quanh thăng quạt chỉ là một cái hội chứng bằng quanh thăng quạt thì chúng ta có thể điều trị được. Nếu chúng ta cứ để tình trạng như vậy hoài thì nó đưa ra những cái hậu quả không có tốt và làm cho chúng ta ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Mà đặc biệt với những người bệnh ở người trung niên ấy, thì người ta nhiều khi có những cái bệnh nền, nhiều khi kết hợp ban đêm phải thức dậy không ngủ được, rồi nó ảnh hưởng đến ban ngày, rồi ảnh hưởng đến những cái bệnh nền như huyết áp, đấy, thao đường, rồi rất là không tốt. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên khám và chẩn đoán sớm để chúng ta có cái kế hoạch điều trị thật tốt. Dạ, như vậy thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái sự khó chịu và tế nhị ở đây, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, và cũng như là bác sĩ Lý Bá Tước cũng đã vừa chia sẻ thì có thể thấy là bàng quang tăng hoạt OAB là một nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tiểu đêm, tiểu nhiều lần ở cả nam và nữ. Và do đó thì chúng ta cũng cần hiểu đúng cũng như là chữa trị kịp thời tình trạng bàng quang tăng hoạt để tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Vì vậy thì ngay từ bây giờ, nếu như mà quý vị cũng có những cái dấu hiệu như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần như là bác sĩ cũng đã vừa chia sẻ thì quý vị đừng ngần ngại, hãy nhanh tay liên hệ đến tổng đài của chúng tôi 1900 3192 để kết nối với bác sĩ của chương trình để được bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc. Xin được nhắc lại một lần nữa là tổng đài 1900 3192 để đặt câu hỏi trực tiếp cho bác sĩ. Và hiện tại thì chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, và chúng tôi sẽ ưu tiên cho các câu hỏi gọi đến sớm nhất thông qua tổng đài 1900 3192. Và ngay bây giờ thì xin được mời bộ phận kết nối với vị khán giả đầu tiên ạ. Alo. Alo. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, chào anh. Dạ, chào bác sĩ. Tôi tên là Nguyễn Văn Huyền, dạ, ở Cần Đước, Long An á. Dạ, vâng. Năm nay tôi 65 tuổi. Cách đây hơn chục năm á, thì tôi bị tiểu đêm. Mới đầu thì chỉ một hai lần thôi. Nhưng càng lâu thì tiểu đêm nó càng nhiều. Có khi một đêm tôi đi 4-5 lần. Tôi cứ tưởng mình bị phì đại tiết tiền liệt. Nên tự mua mấy cái nán, hoa nắng á, uống. Rồi tôi uống mãi cũng không hết, tiểu đêm với tiểu lần vẫn còn. Giờ tôi mới đi khám, thì bác sĩ siêu âm thì nói cái tiếng tiền liệt của tôi cũng bình thường, mà các xét nghiệm khác cũng bình thường. Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có bị cái bàng quang tăng quạt gì không bác sĩ? Và tôi cần điều trị thế nào ạ? Dạ vâng, xin anh cho tôi hỏi thêm nữa, anh đi tiểu anh có bị cái tình trạng tiểu khó không? Mỗi lần đi tiểu nó phải đứng lâu không á? Dạ không bác sĩ, nó cũng bình thường à. Dạ vâng. Thì để tôi xin tư vấn cho anh. Như vậy, cái tình trạng của anh là anh có tình trạng rối loạn đi và đi tiểu, nghĩa là anh tiểu nhiều lần, tiểu ban ngày và tiểu ban đêm, tiểu lắc nhắc, nghĩa là tiểu xón, nghĩa là làm anh khó chịu. Mà khi anh đi khám mà anh siêu âm ra, anh không có những cái triệu chứng nào hết, không có một cái tổn thương nào trên đường tiết niệu hết, nghĩa là đường niệu đạo hay là bàng quang, không thấy có dấu hiệu viêm, không có thể nhìn sỏi đồ đó, nghĩa chúng ta không có bị phì đại tiểu đường tiến luôn, thì khả năng rất là nhiều anh bị gọi là chứng bàng quang tăng hoạt. Và chứng bằng quang tăng hoạt thì theo định nghĩa của thần hội thần tiết niệu, người ta nói đó nghĩa là cho tình trạng rối loạn co thắt của bằng quang bất thường, nó làm cho tình trạng rối loạn bị đi tiểu. Thì cái triệu chứng của nó như anh có đó, đó nghĩa là tiểu nhiều lần, tiểu ban ngày, là ví dụ ban ngày người ta trung bình ta đi tiểu 8 lần thôi, thì nếu đi tiểu hơn 8 lần ta gọi là tiểu nhiều ban ngày, ban đêm ta cho phép đi tiểu 1 lần thôi, nhưng nếu anh đi tiểu nhiều hơn 1 lần ban đêm thì anh thì bị đi tiểu nhiều lần trong một đêm. Còn cái triệu chứng rõ ràng nhất của bằng quang tăng hoạt là tiểu gấp, nghĩa là anh mắc tiểu là anh phải đi liền, anh không đứng nín được, anh nín là nó đi tiểu ra quần ngay. Thì cái đó là cái triệu chứng điển hình tương đối rõ của cái bằng quang tăng hoạt. Và ngoài ra còn có gọi là tiểu xón, nghĩa là lâu lâu mình bị rình nước tiểu ra quần, thì đó là cái những cái triệu chứng thường có của đường bằng quang tăng hoạt. Thì để điều trị thì người ta có những cái cách để điều trị. Thứ nhất là người ta sẽ dùng những cái biện pháp, ví dụ như bây giờ anh đi tập đi tiểu đi, đầu tiên là anh tập đi tiểu, ví dụ anh đang đi tiểu anh nín lại một chút rồi anh đi tiểu lại, anh cứ tập đi, mỗi lần đi tiểu thì anh tập nín lại một hai lần như vậy để nó tập cái cơ của cơ gọi là cơ sàn chậu nó chắc lại, để nó giúp cho bớt cái tình trạng rối loạn đi tiểu đó. Đồng thời anh ăn uống thì anh tránh những cái chất cay nóng như rượu, thuốc cà phê hay thuốc lá thì anh phải hạn chế, tại vì nó kích thích đường tiểu, nó làm cho anh bị rối loạn đi tiểu nhiều hơn. Và anh tránh những cái stress trong công cuộc cuộc sống, ví dụ anh có những chuyện gì căng thẳng thì anh cố gắng anh tìm cách thư giãn, có thể mình nghe nhạc hay mình ngâm chứ nước nóng để nó giảm bớt áp lực não, để cho cái đầu mình nó đỡ căng thẳng, thì nó cũng là một yếu tố giúp cho hỗ trợ cho cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, nó bớt cái tình trạng rối loạn đi tiểu cho anh. Còn nếu nói về điều trị thì bên Tây y người ta cũng có những cái thuốc để người ta hỗ trợ điều trị. Tuy nhiên điều trị đó thì người ta sẽ dùng những cái thuốc gọi là ức chế thần kinh thực vật là mucadrinis, thì cái hiệu quả của nó là nó làm ức chế ức chế cái thần kinh điều khiển cái chuyện co thắt của bàng quang. Thì bình thường khi ức chế như vậy thì nó làm cho hiệu quả nó có, nhưng mà nếu mà dùng lâu thì nó bị những cái tác dụng phụ giống như khô miệng, khô mắt này, tăng huyết áp này,
hồi hộp nhịp tim này, hoặc là cái tình trạng là gọi là tê tay chân hoặc là rối loạn về tiêu hóa, thì tác dụng phụ nó cũng có. Thì khuynh hướng bây giờ người ta có kết hợp những cái y học cổ truyền, học hiện đại lại với nhau, mà những cái sản phẩm mà nó có được nghiên cứu và được đánh giá tốt trên lâm sàng thì những cái hiệu quả nó rất là tốt. Thì trong đó có cái sản phẩm đó là cái giải pháp, đó là cái phức hợp Goles. Trong Goles thì nó có hai cái thành phần rất là tốt, đó là hạt bí đỏ, mà bí đỏ Beppo là một, thứ hai là cái mầm đậu nành. Thì trong đó nó có hai cái thành phần đó, thì nó giúp cho khi nó kết hợp với nhau, nó giúp cho hỗ trợ cho hội chứng bàng quang tắc hoạt rất tốt. Và người ta nghiên cứu ở Thụy Sĩ, người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng nó giảm tới 96% sau 12 tuần điều trị. Thì cái nghĩa là cái phức hợp cái hỗn hợp Goles gồm có mầm đậu nành và hạt bí đỏ Beppo, nó giúp cho hỗ trợ rất là tốt, giúp cho mạnh cơ sàn chậu này, giúp cho điều hòa được cái co thắt được cơ bàng quang, giúp cho tăng tính đàn hồi của bàng quang. Thì cái đó là cái hiệu quả rất là tốt, và anh có thể tham khảo thêm để anh có thể hỗ trợ trong điều trị của mình. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và quả thật là cái con số 96% thì cũng là một con số rất là ấn tượng, đúng không ạ? Và kính thưa tất cả quý vị, để có thể là hỗ trợ điều trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần một cách an toàn, thì quý vị có thể tham khảo các biện pháp sử dụng thảo dược như là ít niệu khang. Và hiện nay trên thị trường thì ít niệu khang là sản phẩm tiên phong chứa Goles từ Thụy Sĩ, bao gồm chiết xuất hạt bí đỏ Beppo và mầm đậu nành. Ít niệu khang đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và được các bác sĩ chuyên gia tiết niệu hàng đầu ở Việt Nam đánh giá cũng như là phản hồi tích cực tại Hội nghị Tiết niệu Thận học lần thứ 15 và được vinh dự nhận giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Và vì vậy thì người bệnh bàng quang tăng hoạt OAB có thể an tâm lựa chọn những sản phẩm uy tín và an toàn cũng như là hiệu quả cao. Và ngay trong thời gian chương trình đang diễn ra thì quý vị khán giả có thể liên hệ về tổng đài miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại 1800 6723 để nhận được ưu đãi mua 5 tặng 3 đến từ nhãn hàng quý vị nha. Và thưa quý vị, tổng đài 1900 3192 tư vấn trực tiếp của chúng tôi vẫn đang mở ạ. Nếu mà quý vị đang có các dấu hiệu về tiểu đêm, tiểu nhiều lần như là bác sĩ cũng đã vừa chia sẻ, thì quý vị đừng ngần ngại ạ. Hãy nhanh tay liên hệ đến tổng đài của chúng tôi 1900 3192 để kết nối với bác sĩ của chương trình và được bác sĩ trực tiếp giải đáp những thắc mắc. Xin được nhắc lại tổng đài 1900 3192. Chúng tôi sẽ ưu tiên kết nối những khán giả gọi về sớm nhất. Và thưa quý vị, ngày nay thì sử dụng thảo dược thì đang là xu hướng được rất là nhiều người quan tâm và tìm hiểu, đúng không ạ? Là một lựa chọn hàng đầu trong kiểm soát rối loạn tiểu tiện ở người cao tuổi, trong đó có nguyên liệu là Goles được chiết xuất từ hạt bí đỏ Beppo và mầm đậu nành. Vậy công dụng của Goles đối với cơ thể sẽ có hiệu quả như thế nào? Thì chắc là với câu hỏi này, Quang Quý xin được nhờ bác sĩ có thể chia sẻ thêm cùng với tất cả quý vị khán giả được không ạ? Dạ vâng. Thì xin chào quý vị. Thì cái sản phẩm Goles nó chứa cái mầm đậu nành và hạt bí đỏ Beppo. Thì trong hạt bí đỏ Beppo nó có cái hoạt chất gọi là phenolic. Thì trong cái hoạt chất đó nó giúp cho cái điều hòa được cái tính đàn hồi cơ sàn chậu. Của cơ bàng quang, đồng thời nó điều hòa được cái thần kinh điều khiển cái đi tiểu của cơ bàng quang. Cái điều đó là cái hiệu quả của cái hạt bí đỏ Beppo, mà không chỉ là bây giờ mà trước đây người dân gian đã sử dụng hạt bí đỏ đó rồi, và sau này các nhà khoa học thấy nó có hiệu quả trên đường tiểu quá, thành thử người ta mới đem ra, người ta mới nghiên cứu là như vậy, mà người ta thấy rằng trong đó có phenolic có tác dụng như vậy. Còn trong mầm đậu nành thì có cái hoạt chất là isoflavone. Thì trong mầm đậu nành có isoflavone thì nó có hiệu quả là làm giúp cho cái cơ sàn chậu mạnh hơn và chắc cơ sàn chậu hơn. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng khi mà rối loạn về cái hội chứng bàng quang tăng hoạt là nó làm cho cái tình trạng rối loạn về co thắt của cơ bàng quang, cũng như làm cái cơ sàn chậu nó yếu đi. Thì lúc đó thì khi mà hạt bí đỏ Beppo và hạt mầm đậu nành thì nó khi kết hợp vô thì nó ra được kết quả là nó giúp cho cái cơ bàng quang nó có tăng tính đàn hồi, nó điều hòa được cái thần kinh của cơ bàng quang, đồng thời nó lại giúp cho cơ sàn chậu mạnh và chắc hơn, thì từ đó nó làm giảm bớt được cái tác dụng phụ, giảm bớt những cái triệu chứng của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Thì sau đó thì các nhà khoa học Việt Nam cũng rất là hay, khi đó người ta mới lấy cái sản phẩm có chứa cái hạt bí đỏ Beppo kết hợp với mầm đậu nành đem về Việt Nam, thì bắt đầu được chuyển nhượng qua từ Thụy Điển thì đem về, thì Thụy Sĩ xin lỗi đem về, thì người ta mới kết hợp thêm những cái thành phần mà dược liệu của Việt Nam có, giống như là cao đổ trọng này hay L-carnitine này, thì khi đó cái làm tăng cái hiệu quả để hỗ trợ trong cái hội chứng bàng quang tăng hoạt tốt hơn nữa. Và khi mà kết hợp như vậy thì được cái nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Trung ương
thì kiểm tra lâm sàng thì ta thấy là cũng là 96% hiệu quả sau 4 tuần điều trị thôi. Nghĩa là nó tăng cái hiệu, tăng cái thời gian lên, nghĩa là trước thời gian kia là 12 tuần của Goles, thì khi mà kết hợp đổ trọng L-carnitine thì nó còn có 4 tuần thôi, là nó có hiệu quả làm giảm bớt được cái tình trạng đi tiểu này, bớt được tình trạng co thắt của bàng quang này, làm cho cái cơ sàn chậu nó mạnh hơn. Thì rõ ràng khi kết hợp bốn cái dược liệu đó vào với nhau thì nó làm cho cái hỗ trợ cái hội chứng bàng quang tắc hoạt rất là tốt, làm cho giảm được cái tình trạng đi tiểu và bệnh nhân rất là dễ chịu trong cái hội chứng bàng quang tắc hoạt, và thời gian điều trị thì rất là ok, nghĩa là khoảng chừng 4 tuần là có thể có hiệu quả rồi. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ bác sĩ ạ. Kính thưa tất cả quý vị, ở thời điểm hiện tại thì tổng đài 1900 3192 tư vấn trực tiếp của chúng tôi vẫn đang mở. Quý vị nếu như đang có dấu hiệu về tiểu đêm, tiểu nhiều lần như là bác sĩ cũng đã vừa chia sẻ thì đừng ngần ngại, hãy nhanh tay liên hệ đến tổng đài 1900 3192 để kết nối với bác sĩ của chương trình và được bác sĩ trực tiếp giải đáp những thắc mắc quý vị nha. Còn ngay bây giờ thì Quang Quý xin được mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp chúng tôi kết nối với vị khán giả tiếp theo thông qua tổng đài 1900 3192 ạ. Alo. Dạ vâng ạ, có vẻ như là tín hiệu ở đầu dây bên kia đang có vấn đề, thì một lần nữa Quang Quý xin được nhờ bộ phận kỹ thuật có thể là hỗ trợ cho chúng tôi kết nối lại cùng với vị khán giả ạ. Và Quang Quý cũng xin được nhắc lại là tổng đài của chúng tôi đang mở 1900 3192 quý vị nha. Nếu chúng ta có những dấu hiệu thì chúng ta cũng có thể là liên lạc cùng với chúng tôi. Dạ vâng ạ, và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng xin mời bộ phận kỹ thuật có thể là kết nối cùng với thính giả để có thể lắng nghe những câu hỏi của thính giả. Alo, chào bác sĩ, tôi tên Bùi Văn Toán, 64 tuổi ở Long An. Gần 3 tháng nay tôi đi tiểu nhiều lần trong ngày, có lúc chỉ 5 phút lại muốn đi. Đêm đi ít hơn, khoảng 3 hay 4 lần, mặc dù tối là tôi không ăn canh, cũng hạn chế uống nước mà vẫn đi tiểu nhiều lần, nên tôi không ngủ được. Tôi đi khám làm các xét nghiệm và siêu âm ổ bụng cùng đánh giá bàng quang đều chưa phát hiện bệnh. Vậy cho tôi hỏi tình trạng của tôi đó là do nguyên nhân gì? Có dùng được ít niệu khan không? Mong bác sĩ tư vấn. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn chú. Thì như vậy, cái tình trạng của chú là cái khả năng của chú bị gọi là chứng hội chứng bàng quang tăng hoạt. Nghĩa là chú có tình trạng rối loạn đi tiểu ban đêm, tiểu ban ngày và có tiểu nhiều lần trong ngày. Lắc nhắc nghĩa là nó làm cho chú khó chịu. Thì khi chú đi khám thì nó không có triệu chứng nào hết, không có tổn thương nào hết, không có phì đại tiểu đường tiến, không có tổn thương đường tiểu, thì khả năng của chú bị gọi là chứng hội chứng bàng quang tăng hoạt. Thì đầu tiên thì tôi cũng khuyên chú, thứ nhất là chú bớt cái tình trạng uống nước lại. Ví dụ không, nghĩa là lượng nước uống trong ngày vẫn đủ. Ví dụ một ngày mình trung bình một người bình thường uống khoảng 2 lít nước, thì chú có thể uống chia đều trong ngày và tới gần tối á thì chú làm giảm bớt. Tại ban đêm nếu mình uống nhiều quá thì nó sẽ làm cho mình đi tiểu nhiều và khó đi ngủ, khó ngủ. Thì khoảng chiều trước khi đi ngủ khoảng chừng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thì chú ngưng uống nước, chú sẽ nhấp để cho nó bớt khô họng thôi. Thì trong lượng nước trong ngày chú vẫn uống đủ, nhưng mà tới tối thì chú ngừng lại, tới trước khi đi ngủ chú ngừng lại để chú giảm bớt cái lượng nước trong ngày của chú, rồi nước ban đêm của chú để chú bớt cái đi tiểu ban đêm để giúp cho giấc ngủ chú tốt hơn. Cái thứ hai là chú, mà nếu chú có dùng thuốc lá hay uống rượu thì chú phải ngừng để nó bớt cái tình trạng kích thích cái bàng quang của chú, để nó dễ chịu hơn. Đồng thời chú có thể tập cơ sàn chậu, ví dụ như chú đi tiểu thì chú ngắt, đừng ngắt mỗi lần đi tiểu, chú ngắt lần nín một cái và chú đi tiểu lại, cứ ngắt một cái đi tiểu lại một lần đi tiểu, chú tập khoảng 3-4 lần như vậy. Và chú coi cái tập thứ hai là tập cơ Kegel, nghĩa là cơ sàn chậu á, chú có thể nhíu hậu môn lên, chú giữ lại một chút và chú hạ hậu môn xuống, thì cái điều đó nó cũng giúp cơ sàn chậu nó chắc hơn và nó làm cho bền cơ sàn chậu hơn. Còn về vận động bình thường thì chú nên đi bộ đều đặn mỗi ngày có thể khoảng 30 phút thì nó giúp cho điều hòa cơ thể mình, giúp trao đổi chất tốt hơn, cũng là một yếu tố cần thiết. Và cái điều nữa là chú không nên để tình trạng béo phì, nếu béo phì quá thì nó cũng làm ép lên cơ bàng quang, nó cũng kích thích cái bàng quang nhiều và làm cho tình trạng cũng trên cái tình trạng mà bị bàng quang tăng hoạt rồi mà bị béo phì, thì cái khả năng béo phì nó cũng làm cho cái bàng quang tăng hoạt khó hết hơn. Còn ăn uống thì chú ăn thêm nhiều rau, ăn thêm nhiều rau để nó trao đổi chất cho tốt, thêm những cái khoáng chất cho tốt. Đồng thời chú có thể ăn thêm những cái chất như cá hồi, cá thu, cá nục vân vân, để giúp cho tăng cái omega 3, để nó giúp cho trao đổi chất tốt, chứ chống những cái gốc tự do, để giúp cho cái điều hòa được cái đường tiểu của chú cho nó tốt hơn. Thì dĩ nhiên cái sản phẩm mà có chứa Goles và kết hợp với cao đổ trọng và L-carnitine là cái sản phẩm được
hỗ trợ trong cái điều trị, cái giải pháp hỗ trợ trong cái điều trị bệnh lý về đàng quang tăng hoạt rất tốt. Chú có thể sử dụng thêm để chú theo dõi cái bệnh lý của mình. Dạ vâng, chúc chú mau lành bệnh và có cái cuộc sống thật tốt. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Và cũng xin cảm ơn khán giả đã tương tác và cũng như là đặt câu hỏi cho chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả tiếp theo thông qua tổng đài 1900 3192. Xin được mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp chúng tôi kết nối ạ. Alo. Xin chào bác sĩ. Dạ. Cho bác sĩ cho hỏi thăm mà đi tiểu hoài mà hôm nay cũng 6-7 năm gì mà thuốc hoài không hết, mà bác sĩ biết thuốc gì bác sĩ giúp giùm. Nam hay nữ hay gì là tên, xin lỗi giới thiệu tên tuổi ạ. Nguyễn Kim Hương. Dạ vâng. Chút nữa. Dạ. À, thì gì có đi khám ở đâu chưa? Xin lỗi. Khám mà người ta nói bị thổi thận thôi, nhẹ thôi chứ không có gì mà bị hoại luôn, không có hết, uống không có hết gì trơn á. Dạ vâng. Dạ, xin cũng cảm ơn dì. Giờ sẽ xin tư vấn cho dì cái bệnh lý của dì. Nghĩa là dì đi tiểu nhiều lần, tiểu ban ngày, tiểu ban đêm nhiều lần, làm cho ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của dì ban đêm cũng như ban ngày, dì khó ngủ. Thì có thể khả năng dì bị cái ở nữ thì khả năng bàng quang tăng hoạt rất là nhiều. Tại vì đi khám rồi chỉ có sỏi thận nhỏ ở thận thôi, thì nó cũng không kích thích đường tiểu để mà đi tiểu nhiều như vậy. Thì thứ hai là có thể do cái hồi trước đây mình có quá trình sinh nở hoặc làm việc nặng nhiều quá, thì nó làm cho cơ sàng chậu mình nó bị giãn ra. Thì đó cũng là một yếu tố kích thích làm cho cái bàng quang tăng hoạt dễ hình thành, và nó làm cho cái lượng nước tiểu mình giữ trong bàng quang nó ít đi. Nghĩa là khi thay vì trước đây mình giữ được nửa lít một lần mình mới đi tiểu, bây giờ chỉ khoảng chừng 1/3 lít là mình đã đi tiểu rồi. Thì cái điều đó là cái mà cô có thể chú ý, dì có thể chú ý. Thì trong cái đó thì mình nên tập cái cơ sàng chậu. Thì mỗi lần đi tiểu thì dì có thể nín lại một chút như tôi nói hồi nãy, nghĩa là nín lại một lần và chúng ta đi tiểu lại, cứ mỗi lần đi tiểu xong nín một chút và đi tiểu lại liên tục như vậy. Một lần đi tiểu nín khoảng 3-4 lần. Và thứ hai là chúng ta tập cái giờ đi tiểu. Ví dụ một ngày chúng ta ghi cái giấy ra, ví dụ bây giờ chúng ta đi tiểu lúc 7 giờ sáng chúng ta đi tiểu một lần, thì trung bình khoảng 3 tiếng người ta đi tiểu, 3 hoặc 4 tiếng ta đi tiểu một lần, thì người ta mình ghi thêm ví dụ tới khoảng bao nhiêu phút đó mình đi tiểu một lần, và lần sau mình ráng mình nín dài hơn một chút. Ví dụ thì gì đi tiểu khoảng chừng 7 giờ giờ đi mà tới 8 giờ giờ muốn đi nữa rồi thì ghi lại, và lần sau gì ráng, nếu chưa có đi nữa thì gì ráng 7 giờ 15 phút dậy đi, là tăng lên 8 giờ 15 phút, nghĩa là mình tăng cái thời gian dần dần lên thì nó tập quen cái cơ sàng chậu, thì nó cũng là một yếu tố giúp cho cái hội chứng bằng quanh tăng hoạt nó giảm đi. Đồng thời kế đến là nếu mà gì có ăn những cái đồ cay nóng nhiều quá thì gì cũng bớt cái đồ cay nóng đi để gì cho nó bớt cái kích thích đoàn quang mình của mình. Đồng thời mình giữ cái nên đi bộ mỗi ngày, đi bộ cũng là yếu tố tốt hỗ trợ cho cơ sàng chậu rất là tốt. Đi bộ đều mỗi ngày khoảng 30 phút thì đi đều và thư giãn thì nó sẽ giúp cho cơ bàng quang rất là tốt. Đồng thời cho cô gì có thể uống thêm cái hỗ trợ thêm cái giải pháp mà Golet gồm có chứa cái mầm đậu nành và hạt bí đỏ để giúp cho điều hòa được cái sự đàn hồi của cơ bàng quang, giúp cho mạnh cơ sàng chậu, thì giúp cho bớt cái tình trạng triệu chứng đi tiểu của dì. Thì cái điều đó tôi thấy rất là cần thiết để hỗ trợ cho bệnh lý của dì. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và xin được cảm ơn cô Hương đã liên lạc cùng với chương trình. Và kính thưa tất cả quý vị, để có thể là giúp cho chúng ta phục hồi được chức năng bàng quang, giảm tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần và tiểu són cũng như là tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, quý vị có thể tham khảo sử dụng sản phẩm ít niệu khang hỗ trợ tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, hiệu quả ở cả nam và nữ thưa quý vị. Và đặc biệt trong thời lượng phát sóng chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng cũng có chương trình ưu đãi đặc biệt mua 5 tặng 3 cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723 để đặt mua ít niệu khang. Và theo đó thì khi mua 5 lọ ít niệu khang 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp ít niệu khang 20 viên, tổng giá trị quà tặng lên đến 465.000 đồng. Quý vị hãy gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại 1800 6723 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và cũng như chương trình ưu đãi quý vị nha. Và kính thưa tất cả quý vị, để tiếp tục câu chuyện của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi câu chuyện của một nhân vật về hành trình kiểm soát tiểu đêm, tiểu nhiều lần, lấy lại một cuộc sống vui khỏe trong phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chú Đỗ Ngọc Dũng cống hiến sức trẻ cho đất nước ở các chiến trường. Sau đó lại là những ngày tháng tha hương kiếm kế sinh nhai. Cuối cùng chú chọn mảnh đất Lâm Đồng làm nơi an cư lập nghiệp. Tôi tên là Đỗ Ngọc Dũng, sinh năm 1957, hiện ở Nghĩa Hiệp 1, xã Ca Đô, huyện Ninh Dương, tỉnh Lâm Đồng. Năm 1974 thì tôi vào ở cái Ca Đô này, năm 77
thì đi nghĩa vụ quân sự, và mãi cho đến năm 80 thì về lại Cao Đô này. Sống dần ổn định, con cái cũng đã thành gia lập nghiệp. Chú nghĩ mình đã có thể được nghỉ ngơi. Thế nhưng chú lại lâm bệnh. 4-5 năm trước, chứng tiểu đêm hành hạ, có đêm 4-5 lần, bắt ngày thì cũng phải 10 lần. Chú ra vào nhà vệ sinh. Lúc đầu là không phải là nhói bụng dưới mà nó chỉ có đi tiểu không được, khó tiểu. Cái thời gian sau gần đây á, là nó tức cái bụng dưới bằng quang á, nó rất là khó chịu. Nó tiểu rắc và tiểu không hết. Ngày đi tiểu trên dưới 10 lần. Đêm á là đi tiểu từ 4-5 lần. Cỡ một tiếng rưỡi lại đi một lần. Cho nên là mỗi một lần đi vô á, là nó rất là khó ngủ. Gia đình lo lắng, đưa chú đi khám nhiều nơi, uống nhiều thuốc. Ai nói có bài thuốc hay, phương thuốc tốt, chú đều không ngại mà thử. Chỉ với hy vọng bệnh tình đỡ hơn một chút. 4-5 tháng lại đi bệnh viện một lần, 3-4 tháng lại đi bệnh viện một lần. Rồi lấy thuốc về uống á, thì nó bớt được vài 3 tháng gì đó, thì nó lại trở lại. Cái bệnh á, thì nói cho đúng là nó cũng không được thuyên giảm. Ở hiện gặp lành, chú biết đến sản phẩm ít niệu khang có công nghệ đột phá từ hạt bí đỏ và mầm đậu nành, giúp giảm tiểu đêm tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không tự chủ. Chẳng ngờ các triệu chứng của chú được cải thiện, chú cũng khỏe lên rất nhiều. Tôi đọc kỹ thì nó có nguyên liệu là Golet trị được cái chứng tiểu đêm nhiều, cho nên tôi mua về uống. Trước đây là tôi bị tức cái bàng quang, tôi rất là khó chịu, hay nằm nghiêng chứ không có nằm ngửa được. Nhưng mà khi dùng cái sản phẩm này thì cái tiểu đêm nó giảm lại, đêm còn chỉ 1 lần đến 2 lần. Và cái bàng quang nó nhẹ đi, nó không bị tức. Khi ngủ thì nằm ngửa có thể được. Cái tiểu rắc tiêu buốt thì giờ không còn nữa. Mà tiểu rất là thông, tiểu ra tiêu mạnh, chứ không có mà bé bé như lúc trước nữa. Từ khi mà ít tiểu đêm á, thì cái sức khỏe nó tốt lên. Tối ngủ được ngon giấc, tinh thần nó rất là sảng khoái. Bởi vậy cho nên rất là mừng, phải nói mừng lắm. Cuộc sống của chú giờ đây đã khởi sắc, chú vui vẻ hạnh phúc hơn. Hành trình của chú đã được viết tiếp. Chú tiếp tục được đi thăm thú bạn bè, chia sẻ những niềm vui của tuổi già. Khu vườn có người chăm sóc cũng trở nên có sinh khí hơn, cũng giống như con người đỡ bệnh, ngay lập tức có thêm niềm yêu đời. Và quả thật thông qua đoạn phóng sự ngắn vừa rồi, chúng ta thấy là một khi mà cơ thể chúng ta khỏe hơn thì chúng ta cũng sống yêu đời hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và bây giờ tiếp tục quay trở lại với chương trình, thưa quý vị, chúng tôi xin phép được kết nối cùng với một vị khán giả tiếp theo thông qua tổng đài 1900 3192. Sẽ được mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp chúng tôi kết nối ạ. Alo. 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 Chào bác sĩ. Dạ. Tôi ở Lâm Đồng cũng bị đi tiểu ít, tiểu lâu á, tiểu nhiều lần nhưng mà đi nó lâu, rồi nó nhiễu nhiễu nữa, cũng chưa uống thuốc gì bác sĩ, mà vừa rồi đi siêu âm thì nó bị sỏi thận bên phải. Tiền liệt tiếng chú như thế nào chú? Dạ. Cái tiền liệt tiếng người ta có nói to lên không, có phì đại tiền liệt tiếng không? Hình như không sao á. Mà đi siêu âm bên tuyến huyện thấy bác sĩ siêu âm cũng thấy đơn giản quá. Dạ vâng. Rồi. Dạ bác sĩ tư vấn giùm. Dạ vâng. Tình trạng của chú là đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm và tiểu ban ngày, đồng thời có tiểu khó, nghĩa là tiểu khi đi tiểu phải đứng lâu, phải rặn. Thì tôi nghĩ rằng chú nên đi kiểm tra lại. Khả năng của nó là khả năng cái đó, thì cái khi mà tiểu khó mà tiểu phải đứng lâu rặn á, thì khả năng của phì đại tiểu lưu tiến rất là nhiều. Thì khi phì đại tiểu lưu tiến thì nó cái phì đại tiểu lưu tiến nó nằm bao quanh điều đạo, thành thử khi nó ép vào cái điều đạo, khi nó to lên thì nó làm cho cái điều đạo bị hẹp lại, và khi chú đi tiểu chú phải rặn rất là nhiều, nó làm cho cái tình trạng đi tiểu chú rất là khó. Thành thử tôi nghĩ rằng với cái triệu chứng như vậy á, thì tôi nghĩ rằng khả năng chú bị phì đại tiểu lưu tiến của rất là nhiều. Còn nếu mà chú đi siêu âm, chú chưa có thời gian đi siêu âm, mà chú theo cái siêu âm cũ của chú á, thì chỉ có sỏi thận ở sỏi thận không á, thì tôi nghĩ rằng bây giờ chú có thể sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ để chú điều hòa bớt cái tình trạng đi tiểu mình, như là sản phẩm có chứa Goles, chứa mầm đậu nành và hạt bí đỏ, Beppo, để chú có thể bớt cái tình trạng rối loạn đi tiểu tạm thời. Nhưng mà theo tôi vẫn nên đi kiểm tra kỹ về cái tiểu lý tiếng của mình. Đồng thời chú có thể tập những cái cơ sàn chậu để giúp cho cái tình trạng đi tiểu chú tốt hơn, như là chú tập nín tiểu, đi tiểu xong chú ngắt lại một cái chú đi tiểu lại, hoặc là chú đi giữ cho tình trạng được có béo phì, chú đi lại giữ cân nặng, theo dõi cân nặng mỗi tháng, và chú có thể đi tập đi bộ mỗi ngày.
Sau đó thì nếu khi có bất cái tình trạng, có cái tình trạng có thể có thời gian mình đi khám kiểm tra lại cho kỹ để đánh giá cái tiền liệt tuyến mình như thế nào. Tại triệu chứng của chú thì khả năng của chú bị phi đại tiền liệt tuyến nhiều lắm. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những phần chia sẻ đến từ bác sĩ. Và kính thưa tất cả quý vị, ở thời điểm hiện tại thì tổng đài 1900 3192 tư vấn trực tiếp của chúng tôi cũng vẫn đang mở thưa quý vị. Nếu như mà ngay lúc này thì tất cả quý vị chúng ta muốn đặt những câu hỏi để được bác sĩ của chúng tôi tư vấn thì hãy nhớ tổng đài quen thuộc 1900 3192 tư vấn trực tiếp của chúng tôi. Và chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn điều trị dành cho tất cả quý vị, và chúng tôi sẽ ưu tiên kết nối dành cho các quý vị khán giả nào chúng ta gọi về sớm nhất quý vị nha, qua tổng đài 1900 3192. Và lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của khán giả tiếp theo. Ngay sau đây thì xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp cho chúng tôi kết nối ạ. Alo, chào bác sĩ. Tôi tên Đinh Thị Nguyệt ở Cần Giờ. Trước đây tôi đi tiểu chừng chục lần ngày, mà hơn 3 tháng nay tôi đi nhiều hơn, trong ngày có khi đi 20 lần. Khi có tiếng nước chảy là tôi nghe thấy buồn tiểu, không nhịn được, phải đi tiểu ngay. Nhiều khi cố làm công chuyện thêm chút rồi đi mà cũng không được. Tôi bán hàng ngoài chợ và bị bệnh này ảnh hưởng công việc buôn bán quá. Đi khám thì không có ra bệnh. Mong bác sĩ tư vấn. Xin lỗi, năm nay chị bao nhiêu tuổi ạ? Dạ vâng. Thì như vậy, cái tình trạng chị rối loạn đi tiểu như vậy, tôi nghĩ rằng cái tuổi chị cũng đã qua cái tuổi gọi là tuổi trung niên rồi. Thì nó làm cho, gọi là cái quá trình chị ngồi, chị bán, chị nó làm cho cái áp lực lên cơ sàn chậu nó nhiều. Hoặc là chị làm, thường làm việc nặng, bưng đồ nặng, gánh nặng, thì nó ảnh hưởng tới cái cơ sàn chậu. Đồng thời nó lại căng thẳng do những cái câu mưu sinh của mình, nó làm cho ảnh hưởng tới gọi là cái bàng quang, cái thần kinh của bàng quang. Có thể là chị đã bị gọi là chứng hội chứng bàng quang tăng hoạt. Tại vì khi chú chị đi khám, đi kiểm tra mà không có rối loạn về cái nhổm, không có tình trạng viêm, không có tình trạng tổn thương đường tiết niệu, thì tôi nghĩ rằng khả năng của chị bị hội chứng bàng quang tăng hoạt. Thì khi đó thì chú chị sẽ bị cái tình trạng đi tiểu nhiều lần ban ngày, cũng đi tiểu nhiều lần ban đêm, và càng lúc càng tăng lên. Nếu chị không hỗ trợ điều trị thì nó tăng lên và chị sẽ rất là khó chịu. Mặc nhất là những công việc phải buôn bán thì chị sẽ phải đi tiểu liên tục, ảnh hưởng chị rất là khó chịu. Thì tôi nghĩ rằng chị có thể đầu tiên là tập, như tôi nói, như là tập những ngắt đường tiểu khi mình đi, khi chị ngồi lâu chị bán thì nên đứng và chị đi vận động chứ đừng ngồi liên tục, và chị tránh làm những việc nặng và áp lực lên gánh khiêng đồ nặng quá thì nó cũng không lợi. Chia nhỏ ra để mình khiêng thì nó đỡ hơn, nó bớt áp lực lên đường tiểu, tránh từ tình trạng béo phì để giữ cho cái áp lực bằng qua không có bị nhiều. Ngoài ra mình có thể sử dụng những cái giải pháp từ Goles, những sản phẩm có chứa Goles để nó giúp cho cái hỗ trợ cho cơ bằng quang, tăng cái tính đàn hồi, giảm và điều hòa được cái thần kinh bằng quang, đồng thời nó mạnh được cơ sàn chậu của chị. Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ giảm bớt cái triệu chứng của chị. Thì trong thời gian trong như vậy thì nó sẽ giúp cho những cái rối loạn đi tiểu chị sẽ giảm. Thì tôi nghĩ rằng chị có thể tham khảo thêm để chị có thể hỗ trợ bệnh lý của mình. Dạ vâng ạ, và quả thật chúng ta thấy là gánh nặng cơm áo gạo tiền nó cũng đè nặng lên sức khỏe của chúng ta rất nhiều, đúng không bác đúng sĩ? Thưa quý vị, ngay lúc này đây thì nếu như mà quý vị cũng có những câu chuyện như vậy hoặc là có những câu hỏi thì quý vị có thể yên tâm, tổng đài 1900 3192 tư vấn trực tiếp của chúng tôi vẫn đang mở. Quý vị khán giả muốn được chuyên gia tư vấn điều trị thì hãy gọi ngay về số 1900 3192 quý vị nha. Và quan quý nhắc lại một lần nữa là chúng tôi sẽ ưu tiên kết nối các khán giả gọi về sớm nhất thông qua tổng đài 1900 3192. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được câu hỏi của khán giả tiếp theo. Xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối ạ. Alo. Alo, xin được gửi lời chào đến khán giả ở đầu dây bên kia ạ. Vâng, đây xin chào bác sĩ. Dạ. Tôi là Mai ở thành phố Thái Bình, năm nay tôi 62 tuổi. Dạ. Thế là tôi bị cái bệnh xón tiểu và đã bị 2 năm nay rồi, tôi đi khám thì cũng không ra bệnh gì cả mà. Dạ vâng. Tôi cũng lấy uống thuốc Tây kiểu như là đi khám thì người ta cho đơn thuốc ấy. Dạ. Uống cũng không khỏi, thế rồi tôi cũng cắt thuốc Bắc, tôi uống hơn một tháng thuốc Bắc thì cũng không khỏi. Tôi tình trạng của tôi là từ buổi sáng thì không sao, chứ buổi chiều từ 3 giờ cho đến 3-4 giờ chiều cho đến khoảng 6-7 giờ tối là nhiều hôm, có hôm thì bị nhưng có hôm thì không, nhưng mà đã bị thì nó bị khoảng 4-5 ngày liền, như kiểu như là tự nhiên là nước giải nó cứ ra tự nhiên. Dạ vâng. Chứ mình không kiềm chế được, thế mà nó ra thì nó ra ít thôi, chứ là nhiều khi là cứ phải dùng cái miếng lót của trẻ sơ sinh trong mình lót để cho nó khỏi ướt. Dạ. Ra quần. Dạ vâng. Thế mà một tháng thì có khi là chỉ bị cứ khoảng
15 ngày thôi, nhưng mà kiểu nó cứ bị vài ngày xong bắt đầu là nó lại từng, nó lại mấy ngày nó lại không bị nữa, xong bắt đầu nó lại cứ bị như vậy. Dạ, vâng, thế mà hỏi cô một chút nữa là cô có đi tiểu đêm không ạ? Đêm có đi tiểu đêm không ạ? Có khi là nhiều khi hay là do ăn nóng nó cũng có bị. Thế dạ, rồi vâng. Thì ăn những cái thứ chua chẳng hạn, là ăn miếng xoài những đã vào là nó cũng bị luôn. Dạ. Thế hoặc là cứ cắt một cái gì dạ, vâng, để lên cái cạnh sườn, cái là nước giải nó cứ tự nhiên nó chảy ra. Dạ thưa cô. Nên là tôi bị như vậy. Dạ, cho hỏi cô một chút ạ. Tôi muốn là bác sĩ giúp tôi là... Dạ. À, thì hỏi cô là ban đêm cô có đi tiểu nhiều không? À, đêm thì cũng không đi nhiều. Đêm chỉ có khi là nếu như mà mình ăn cơm, ăn canh, ăn nhiều nước ấy, thì đêm chỉ đi một lượt thôi. Dạ rồi. Hay là đến sáng dạ là rồi. Đi. Dạ thì sẽ xin tư vấn của cô như vậy. À, cái khả năng của cô bị gọi là cái khả năng của cô bị nghĩa là cô đã đi kiểm tra rồi mà không có vấn đề gì. À, mà cô phải thường xuyên, tôi nghĩ là cái ở tuổi cô á, nghĩa là tuổi 62, thì thứ nhất là cơ sàn chậu nó yếu rồi, có thể do mình sinh đẻ nhiều lần, hoặc là mình có mang vác nặng, nó làm cho cái cơ sàn chậu yếu, và đồng thời nó kích thích cái công việc nó căng thẳng, lo lắng, thì cô làm kích thích cái bàng quang, làm cho cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Cô đã bị ảnh hưởng, nghĩa là cô có bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, nghĩa là cô có thể đi tiểu nhiều lần, tiểu xón và tiểu không có kiểm soát được. À, nghĩa là càng lúc nó càng không kiểm soát được, như giống cô nói, nghĩa là cô ăn một cái gì chua hay cái gì mà kích thích một chút là nó làm đi tiểu, cái đó là do cái tình trạng kích thích thần kinh nó làm cho đi tiểu. Thì tôi nghĩ rằng cô đầu tiên là cô tránh làm những việc nặng, rồi tránh ngồi lâu, thí dụ cô có làm việc ngồi phải ngồi nhiều thì cô ngồi một chút khoảng chừng nửa tiếng, cô phải đứng dậy cô đi, cô vận động một chút. Và khi cô đi tiểu thì nên cô nên tập đi tiểu lại, lúc mà cô bị đi tiểu như vậy cô tập có thời gian đi tiểu lại, cô ráng cô tập nín lại. Dù cô đi tiểu một tiếng một lần thì bây giờ cô tăng lên một tiếng rưỡi cô hãy đi, ráng nín làm chút, chừng nào khó chịu lắm cô hãy đi, thì nó sẽ tập dần thì nó quen. Thì tại vì cái cơ sàn chậu mình do quá trình mình sanh đẻ này, quá trình mình làm việc nặng này, nó tác động nên làm cho cơ sàn chậu nó giãn, và đồng thời những cái quá trình sống nó căng thẳng quá làm cho kích thích thần kinh bàng quang, làm cho rối loạn cái đi tiểu của mình. Thì cô có thể nên tập lại những cái vấn đề đó, và đồng thời nếu cô có ăn đồ cay nóng thì cô giảm bớt đồ cay nóng lại, để cô khi để bớt cái kích thích bàng quang của cô thì giúp cho cái đi tiểu cô dễ hơn. Rồi mỗi lần cô đi tập thể dục á, thì có thể cô nằm ngửa ra, cô đạp xe đạp á, nằm ngửa ra cô đạp xe đạp trên không á, thì nó cũng giúp cho hỗ trợ cho cái vùng hông chậu nó làm cho hoạt động tốt, thì cái cơ bàng quang cũng sẽ tốt. Ngoài ra cô có thể sử dụng theo cái giải pháp thì chứa sản phẩm Golet kết hợp gồm có mồng đậu nành và hạt bí đỏ Beppo kết hợp với cao độ trọng và L-carnitin, thì nó giúp cho cái cơ sàn chậu của mạnh hơn, giúp cho cái điều hòa được cái thần kinh của bàng quang, giúp cho cái cơ bàng quang, cái tính đàn hồi cơ bàng quang tốt hơn, thì cô sẽ giảm được cái đi tiểu đó. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa quý vị, để có thể là phục hồi chức năng bàng quang, giảm tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không kiểm soát, và đặc biệt là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, thì quý vị chúng ta cũng thấy là có thể tham khảo sử dụng sản phẩm Ít Niệu Khang, sản phẩm tiên phong chứa Goles từ Thụy Sĩ. Hơn 600.000 người dùng Ít Niệu Khang đã chia sẻ, đầu tiên là sau từ 3 đến 4 tuần thì số lần tiểu đêm đã giảm còn 0 đến 1 lần, và cả ngày đi tiểu dưới 8 lần thưa quý vị. Sau 3 đến 6 tháng thì số lần đi tiểu trở về bình thường rồi, và không còn tiểu xón nữa, và cái tình trạng tiểu không kiểm soát cũng hạn chế luôn ạ. Và để đạt được hiệu quả tốt nhất thì nhà sản xuất cũng khuyến cáo người bệnh nên dùng đủ lộ trình từ 3 đến 6 tháng sẽ giúp tăng khả năng đàn hồi cơ bàng quang, duy trì sự ổn định lâu dài của bàng quang, và đồng thời cũng giúp giảm tái phát rối loạn tiểu tiện thưa quý vị. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì ngay lúc này Quang Quý cũng đã nhận được tín hiệu kết nối của vị khán giả ở đầu dây bên kia, thì Quang Quý xin được nhờ bộ phận kỹ thuật có thể là hỗ trợ chúng tôi kết nối với khán giả. Alo. 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 Chào bác sĩ ạ. Dạ. Chị bác sĩ cho tôi hỏi, tối năm nay 50 tuổi mà đêm thì chỉ đêm nhiều, mà ngày nhiều, đêm đi bữa mỗi nhiều thì 5 lần mà ít thì 3 lần. Mà đi tiểu nhiều thôi mà đi nhiều, không phải đi ít, mà cũng đau buốt, đi khám bác sĩ thì nói không có bệnh gì cả. Dạ vâng. À, mà ngày cũng đi nhiều. Dạ vâng. Mà đi khi đi thì đi một lần thì đi cũng nhiều, không phải ít, cũng đau không buộc không chứ cả. Ừ. Mỗi lần đi có khó tiểu gì không? Có không, tiểu có bị xón tiểu ra quần không ạ? Không. Dạ vâng. Ở cô là ở vùng nào anh? Ở Nghệ An. Ở Nghệ An, dạ vâng. Ngoài đó lạnh lắm không ạ? Vâng. Dạ. Thì như vậy, xin tư vấn của cô, nghĩa là cái tình trạng của cô tiểu đêm và tiểu ban ngày nhiều lần, nghĩa là khi ta định nghĩa tiểu ban ngày là nếu mà lên hơn 8 lần, nghĩa là tình trạng tiểu ngày nhiều lần,
Và tiểu đêm nếu như cô đi 3-4 lần một đêm, nghĩa là ban đêm người ta chỉ cho phép tiểu một lần thôi, một đêm thôi. Mà cô đi 3-4 lần nghĩa là cô đã bị tiểu đêm nhiều lần. Nghĩa là cái tình trạng đi tiểu đêm, tiểu ngày nhiều lần như vậy mà cô đi khám mà không ra cái, không có một cái tổn thương nào, không có một cái tình trạng viêm nhiễm nào ở đường tiết niệu hết, thì nghĩ rằng khả năng của cô bị cái tình trạng gọi là chứng hội chứng bàng quang tăng hoạt đó. Thì thứ hai là ở ngoài đó, ví dụ mùa lạnh, nếu cô ngủ thì cô nên mang vớ vào giữ ấm cái chân, giữ ấm cái vùng hông chậu, để mà nó giữ ấm thì nó cũng là giúp cho tình trạng bớt đi tiểu của mình. Cái thứ hai là khi trước khi đi ngủ mình nên bớt cái tình trạng uống nước lại. Ví dụ như mình uống nước ngày 2 lít thì ban ngày mình uống từ sáng tới chiều tới tối thôi. Trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thì mình không uống nữa. Và có thể mình khô họng, mình có thể nhấp môi thôi, để nó bớt cái tình trạng đi nước tiểu nhiều trong một đêm, để giúp cho mình ngủ dễ chịu. Thứ ba đó là cô có thể tập cái thời gian đi tiểu kéo dài ra. Ví dụ cô đi tiểu 1 tiếng đồng hồ, cô đi tiểu 1 lần thì cô tăng cái thời gian lên, cô ráng cô nín, cô tăng lên khoảng chừng 1 tiếng rưỡi cô hãy đi 1 lần. Thì cô tập như vậy hoài thì cái cơ bàng quang nó cũng sẽ giúp cho cô khỏe hơn, và nó sẽ bớt cái tình trạng khó chịu của tình trạng của cơ bàng quang, làm cho cái tình trạng đi tiểu của cô cũng sẽ giảm. Đồng thời cô nhớ giữ đừng có lên cân, giữ ký lô cho tốt để tránh cái tình trạng lên cân, và tập thể dục thường xuyên bằng cách đi bộ đều mỗi ngày. Nếu cô làm nặng thì cô cũng phải hạn chế làm việc nặng, khi mình làm việc nặng mình áp lực lên cơ bàng quang, nó cũng làm cho tình trạng đi tiểu rất là nhiều. Tại vì khi ở tuổi này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cơ, lúc đó cái cơ lớn tuổi bắt đầu nó giãn rồi, nếu mình tình trạng áp lực đi lên nhiều quá thì nó cũng rất là dễ ảnh hưởng tới chuyện đi tiểu của mình. Đó là những cái mà lời khuyên cô ngoài ra khi cô ăn uống thì cô tránh những cái chất cay nóng quá, cà ớt tiêu rồi cô phải bớt lại, hoặc là nếu cô có uống rượu ngoài đời lạnh thường một số nữ người ta cũng hay uống rượu bia thì cô cũng hạn chế bớt, thì nó cũng sẽ giúp cho cô bớt cái tình trạng kích thích của cơ bàng quang. Thì cô có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm chứa hỗ trợ cho cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt, như là sản phẩm Golet chứa mộc đậu nành và hạt bí đỏ Beppo để giúp cho cái tình trạng rối loạn đường tiểu của cô nó giảm đi. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại thì tổng đài tư vấn trực tiếp của chúng tôi luôn luôn hiển thị trên màn hình để có thể giúp cho tất cả quý vị chúng ta lưu ý và kết nối cùng với chúng tôi nhiều hơn. Và ngay lúc này đây thì Quang Quý cũng đã nhận được thông tin là có một tín hiệu kết nối với vị khán giả tiếp theo thông qua tổng đài của chúng tôi ạ. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật có thể là kết nối giúp cho chương trình ạ. Alo. Bác sĩ ơi. Dạ. Tại bác sĩ không? Dạ vâng, đúng rồi. Cho cô hỏi cái ông già của cô lúc nay là 90 tuổi. Dạ. Mà khoảng một tháng nay á, ổng cứ đi thì ít mà cũng dạng hơi gắt á. Dạ. Bây giờ có thể dùng cái kêu ổng đi khám bệnh, đi xét nghiệm mà ổng không chịu đi. Dạ. Bây giờ cô coi TV cô thấy cái này nè, có thể mình dùng cái thuốc này được hay không? Dạ, vâng, hỏi cô là ba của cô có cái tình trạng bệnh lý nào khác nữa không ạ? Bệnh lý có bệnh gì nữa không? Tại đái tháo đường. Chị tiểu đường thì không có rồi, nhưng mà ổng hay ho với sổ mũi là nhiều nhất. Ho sổ mũi nhiều nhất, vâng. Thì không ấy, Covid gì hết trơn, nói chung đi ấy hết rồi không có, nhưng mà ổng ho sổ mũi nhiều. Dạ vâng. Chứ lâu lâu ổng hay dặn giống như nhức đầu vậy bác sĩ. Dạ vâng, khỏe quá ha, 90 tuổi không có bệnh lý gì hết, rất là tốt. Dạ chúc mừng cô. Thì như vậy, cái tình trạng cô đi của ông đi tiểu, của bác đi tiểu nhiều như vậy, tiểu nhiều lần, tiểu ban ngày, tiểu ban đêm, tiểu nhiều lần như vậy thì tốt nhất thì mình nếu mà không đi khám được thì mình vẫn chưa sử dụng cái sản phẩm như vừa rồi vừa giới thiệu, nghĩa là nó có cái sản phẩm Golet để nó hỗ trợ là cho cái điều hòa thần kinh bàng quang. Ở người lớn tuổi thì cái điều hòa cái thần kinh bàng quang rất là khó, nghĩa là rất là kém, thì nó dễ bị đi tiểu nhiều hơn, và cái cơ sàn chậu của người lớn tuổi cũng sẽ giảm, thành thử nên mình sử dụng sản phẩm đó trước để mình giảm bớt cái số lần đi tiểu. Đồng thời nếu mà khi sau này có điều kiện thì cô nên cho bác đi khám bệnh để đánh giá được cái tình trạng đi tiểu đó như thế nào thì tốt nhất. Còn giai đoạn nếu mình chưa đi khám được thì mình cố gắng mình cho sử dụng để mà nó điều hòa trước, để mình hỗ trợ cho tình trạng đi tiểu mình cho dễ chịu hơn, để cho ngủ được bớt cái tình trạng khó chịu. Đồng thời uống nước thì ban ngày mình uống nhiều một chút, ví dụ như thường mọi người già cái khuynh hướng là ít uống nước. Ban ngày mình uống có thể mình uống khoảng chừng 1.5 lít ở tuổi đó khoảng 1.5 lít, và uống vô thì mình chia đều ra trong ngày để giúp cho nó đừng có nghĩ rằng đi tiểu và không uống nước. Có nhiều người thấy đi tiểu nhiều không uống nước thật là không đúng, tại nước nó giúp cho những cơ quan khác nữa, và đồng thời nó giúp điều hòa thải độc nữa, thành thử nên mình phải uống đầy đủ nước, nghĩa là một ngày ít nhất 1.5 lít mới đủ. Thì cô nhớ chú ý cho uống nước và ăn thì tránh những cái chất cay nóng để cho bác không có bị tình trạng kích thích bàng quang nữa, thì đó cũng là yếu tố giúp đi tiểu tốt, bớt tình trạng rối loạn đi tiểu. Thì khi mà có điều kiện mà bác đồng ý đi khám bệnh thì mình nên cho đi khám. Đã ở tuổi đó rồi thì mình phải cẩn thận một chút, khám cho nó ra bệnh để mình lúc đó mình phải có hướng điều trị chính xác hơn. Dạ vâng.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thực tế thưa quý vị, chúng ta thấy là có nhiều người bệnh thì thường có một cái thói quen, đó chính là tự mua thuốc hoặc là sử dụng các sản phẩm theo sự mách bảo của những người quen. Và điều này thì dẫn đến việc là sử dụng những sản phẩm trôi nổi và không rõ nguồn gốc. Để tránh gặp phải các biến chứng hoặc là tác dụng phụ có thể xảy ra khi mà chúng ta sử dụng thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoặc là các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường, thì khi mà quý vị lựa chọn các sản phẩm bảo vệ sức khỏe thì quý khán giả cần phải lưu ý lựa chọn những sản phẩm thứ nhất là có cấp phép của Bộ Y tế, thứ hai là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, thứ ba là nguyên liệu được nghiên cứu chứng minh có hiệu quả thưa quý vị, và thứ tư đó chính là được kiểm nghiệm an toàn tại các cơ sở y tế uy tín trên cả nước, và thứ năm được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông uy tín. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm cho tất cả quý vị khán giả, Ít Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa Goles từ Thụy Sĩ, bao gồm chiết xuất hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội, sản xuất bằng dây chuyền hiện đại và đã đạt chuẩn GMP của Bộ Y tế, an toàn cho người sử dụng. Và đặc biệt trong thời lượng phát sóng thì nhãn hàng Ít Niệu Khang cũng có chương trình ưu đãi đặc biệt mua 5 tặng 3, tổng giá trị quà tặng lên tới 465.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723 đặt mua Ít Niệu Khang. Quý vị hãy gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại 1800 6723 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và cũng như là chương trình ưu đãi quý vị nha. Và kính thưa tất cả quý vị, tổng đài tư vấn của chúng tôi lúc nào cũng đang hiển thị trên màn hình để cho tất cả quý vị chúng ta có thể dễ dàng theo dõi và kết nối trực tiếp cùng với chúng tôi. Ngay lúc này đây thì Quang Quý đã nhận được tín hiệu của vị khán giả tiếp theo ở đầu dây bên kia rồi ạ. Quang Quý sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối giúp chúng tôi ạ. Alo? 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 Xin được gửi lời chào đến vị khán giả ở đầu dây bên kia ạ. Dạ vâng thưa quý vị, có vẻ như là ngay lúc này thì về tín hiệu của vị khán giả ở đầu dây bên kia thì cũng đang có một chút xíu vấn đề. Dạ vâng, đã nghe được rồi ạ. Alo, không biết là cô có nghe rõ tín hiệu từ phim trường của chúng tôi không ạ? Dạ nghe. Dạ vâng ạ, cô giới thiệu một chút xíu về mình và cũng như là đặt câu hỏi cùng với bác sĩ của chúng tôi đi ạ. Dạ, tôi là Nguyễn Thị Minh Trang ở Cái Bè, Tiền Giang. Dạ vâng ạ, và khi mà kết nối với ngày hôm nay thì không biết là cô đang gặp phải vấn đề gì hay là người thân cô có vấn đề gì muốn nhận được sự tư vấn từ bác sĩ không? Tôi là bị đi tiểu nhiều lần quá, rồi bị đi tiểu đêm, rồi ban đêm thì đi 5-6 lần, mà ban ngày thì cũng đi tiểu hoài. Bác sĩ nói là tôi có sinh thể 3 ly, rồi kêu uống nước cho nhiều vô. Rồi tôi cũng uống nước mà vẫn đi tiểu hoài, tôi đi có đi Bình Dân tôi khám. Thì trên Bình Dân nó cũng không nói có bị gì hết đó, rồi tôi cứ đi hoài luôn, mà bây giờ bác sĩ tư vấn cho tôi là uống thuốc gì cho tôi bớt bị tiểu rồi bác sĩ. Dạ, rồi cô năm nay cô nhiêu tuổi ạ? Cô bao nhiêu tuổi cô? Dạ 55 tuổi. Dạ vâng. Thì như vậy ở cái tuổi này thì mình quá trình mình sinh sống mình chịu áp lực về công việc, về căng thẳng, và do cái tình trạng sinh đẻ của cô hoặc là do cái quá trình làm việc nặng của mình thì nó ảnh hưởng tới cái cơ bàng quang và cơ sàn chậu, nó làm cho tình trạng rối loạn bị đi tiểu như cô đang bị, nghĩa là cô sẽ bị cái tình trạng đi tiểu ban ngày nhiều lần, nhiều hơn 8 lần, ban đêm đi tiểu hơn 1 lần, người ta gọi là tình trạng rối loạn bị đi tiểu nhiều lần trong ngày và đêm, nó ảnh hưởng rất là nhiều, nó có nhiều thí dụ cô ngồi lâu có thể nhiều khi nó tiểu không có kịp và nó xóng ra quần, thì cái điều đó là nó hay xảy ra. Thì thứ nhất là cô hạn chế uống nước vào ban đêm để cho nó bớt cái tình trạng tiểu đêm, nghĩa là ban ngày cô uống cho đủ, khoảng ở tuổi cô thì ngoài một ngày mình uống khoảng 2 lít, thì sau đó mình có thể gần tối khoảng chừng 9 trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì mình ngưng, mình không uống nước nữa để nó ban đêm mình bớt đi tiểu. Đó là một cái cách để mình giảm bớt lượng nước trong bàng quang để cho mình bớt đi tiểu. Cái thứ hai là mình mỗi lần đi tiểu mình tập nín thở tiểu lại để mình điều hòa cái cơ bàng quang lại để nó chắc hơn, cơ sàn chậu nó mạnh hơn để cho bớt tình trạng đi tiểu. Thứ ba là cô nhớ cô giữ được cái tình trạng tăng cân béo phì thì nó cũng làm áp lực lên tiểu, nếu cô có dư cân thì cô phải giảm cân, còn nếu không thì cô không được cho tăng cân nữa mà để cho nó điều hòa cái thần kinh đó cho nó tốt hơn. Thứ tư đó là cô có thể tập đi bộ mỗi ngày để cô điều hòa cái vùng hông chậu cho tốt để cô tránh tình trạng co thắt bất thường của bàng quang. Thì lúc đó thì đó là những cái mà có thể giúp cô để mà cô có thể bằng những cái biện pháp đó giúp cô cái tình trạng bớt cái tình trạng khó chịu bị đi tiểu. Ngoài ra cô có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm có chứa nguyên liệu từ Goles, gồm có hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành, thì nó sẽ giúp cho cô bớt được cái tình trạng rối loạn đi tiểu của mình. Tại vì cô không có đi khám nhưng mà không ra bệnh gì,
chỉ có cái sỏi nhỏ 3 ly thì không đáng để nó gây tình trạng đi tiểu như vậy, thì khả năng của cô là bị hội chứng bằng quang tăng hoạt. Thì hội chứng bằng quang tăng hoạt thì cái giải pháp mà hỗ trợ cho cái hội chứng bằng quang tăng hoạt thì cái sản phẩm có chứa Golet chứa từ một độ nành và hạt bí đỏ Beppo kết hợp với cao độ trọng và L-carnitine là cái giải pháp rất là tốt, giúp cho cái tình trạng giảm cái tình trạng đi tiểu sau 4 tuần tới 96%, được nghiên cứu ở bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Trung ương. Và vâng, thì cô có thể tham khảo thêm để hỗ trợ cho cái tình trạng rối loạn đi tiểu của mình. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những phần chia sẻ của bác sĩ Lý Bá Tước. Và kính thưa tất cả quý vị, như quý vị chúng ta cũng đã thấy là những cái tình trạng này cũng đang khiến cho cuộc sống của chúng ta gặp rất là nhiều những khó khăn, đúng không ạ? Và nếu như mà tất cả quý vị khán giả nào đang theo dõi chương trình ngày hôm nay và gặp những vấn đề tương tự như vậy thì đừng ngần ngại có thể là liên lạc cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình để chúng ta có thể được bác sĩ Lý Bá Tước tư vấn để chúng ta có được những cách thức giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn mỗi ngày. Còn ngay bây giờ thì Quang Quý đã nhận được tín hiệu kết nối của vị khán giả tiếp theo ở đầu dây bên kia. Quang Quý xin được nhờ bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối ạ. Alo. Alo, xin được chào vị khán giả ở đầu dây bên kia ạ. Alo. Alo, xin được gửi lời chào đến vị khán giả ở đầu dây bên kia ạ. Không biết là có nghe rõ tín hiệu từ phía phim trường quay của chúng tôi không ạ? Nghe nhỏ cuối rồi, nghe không rõ gì. Dạ dạ, hơi nhỏ đúng không cô? Dạ vâng ạ. Cô ơi, cô nghe rõ tín hiệu ở phía phim trường của HTV chưa ạ? Đây video ngồi nó cho bà nội nghe. Dạ. Nghe rồi, nó nghe nhỏ, mở TV nhỏ là... Dạ. Có vẻ như là bị tín hiệu của TV á cô. Thôi bây giờ nếu như mà cô có những cái thắc mắc gì thì cô có thể là đặt ngay câu hỏi cho bác sĩ Lý Bá Thước của chúng tôi đi ạ. Trời nói luôn hả? Dạ dạ. Dạ nói luôn. Thoải mái. Tôi năm nay bả Nguyễn Thị Thuyền ở Quảng Nam, năm nay 31 tuổi. Dạ. Mà tôi bị nhà thì tiểu cũng 5-6 lần, còn quận đêm thì tiểu cỡ 3 lần, có hồi 2 lần, có hồi 3 lần. Mà đi với lại cái về thoáng cái là nó bị tiểu rót, bị bút, cái đi siêu âm thì nó bị bồng quang, tim bồng quang. Dạ. Về uống thuốc thì hết, cái rồi mới là cái hễ hâu, cái là đá trong quần, mũi, nhả mũi cũng đá trong quần. Dạ vâng. Còn, với lại đi tiểu là phải đi liền chứ không phải nín là tiểu trong quần á. Dạ. Dạ vâng. Bị cái sai cũng mấy năm rồi chứ không phải là mới. Dạ. Dạ vâng. Dạ, dạ xin được phép tư vấn cho cô nhé. Dạ bác sĩ nói là tôi có uống cái gì con nó có được không bố? Dạ vâng, cảm ơn ông cô. Thì sẽ xin tư vấn cho cô. Thứ nhất là cái tình trạng bệnh lý của cô đã đi khám rồi. Cô đã bị viêm bàng quang và tôi nghĩ chắc là có thể là khả năng viêm bàng quang mãn tính, nghĩa là nó bị kích thích bàng quang liên tục mặc dù cô đã dùng kháng sinh, và cái giống như là nó bị viêm và nó có những cái tì vết, có vết ở cái bàng quang mình nó dễ bị kích thích lắm. Nghĩa là cái bàng quang cô dễ bị kích thích và khi cô uống kháng sinh nó hết cái nhiễm trùng nhưng mà cái bàng quang mình vẫn có phải có ngồi, nghĩa là dễ bị kích thích co thắt làm cho cái đi tiểu của mình nó khó chịu. Đồng thời cái triệu chứng của cô như là đi tiểu ban ngày thì khoảng 5-6 lần thì chưa gọi là đi tiểu nhiều. Nghĩa là chưa gọi là tiểu như ban đêm thì ban ngày, nghĩa là ban ngày cô đi có 5-6 lần thì bình thường nó có 8 lần thôi. Nếu mà cô đi có 5-6 lần thì không đến nổi. Thì ban đêm cô đi 3-4 lần thì đúng là cô bị tiểu đêm thì cô rất là khó chịu. Và đồng thời cô mỗi lần cô mà có ho hay hắt hơi mà nó đi xón ra đó thì đó là những cái cơ, thường là cơ sàn chậu cô bị yếu. Thì tôi nghĩ rằng cô có thể, đầu tiên là cô có thể tập. Bằng cách là cô đầu tiên là cô nằm ngửa đó, cô đạp xe đạp trên không á, để cô lấy hai chân cô đạp hay đạp trên không, như vậy thì nó sẽ giúp cho cái vùng hông chậu nó hoạt động tốt là một. Cái thứ hai là cô ngồi, có thể cô ngồi cô nằm, cô nhíu hầu môn lên, cô giữ khoảng chừng một giây tới 2 giây, cô hạ xuống và cô tập liên tục một lần khoảng 10 phút, ngày tập 2 lần để giúp cho cơ sàn chậu nó chắc hơn. Thứ ba là cô tập cái tình trạng nín tiểu. Nếu cô đi tiểu, ví dụ mà sáng cô đi tiểu lúc 7 giờ mà tới khoảng tới 8 giờ cô đi tiểu một lần hay 9 giờ cô đi tiểu một lần thì cô gắng kéo dài cái thời gian nó ra một chút. Ví dụ 7 giờ thì đến 9 giờ rưỡi hay 10 giờ mình hãy đi một lần. Mình ráng nín lại một chút, mặc dù mình mắc mình ráng nín lại một chút. Kế đến là mỗi lần cô mà cô ho, cô hắt hơi á thì cô nhíu hậu môn lên. Thì cô ho thì nó cũng sẽ bớt cái tình trạng đi tiểu, cô vừa ho cô vừa nhíu hậu môn lại thì cái đường đi tiểu cô nó cũng thắt lại và nó làm cho cô bớt cái tình trạng đi tiểu. Thì cái đó là những cái cách mà cô có thể tập để làm cho cái tình trạng cái đường tiểu cô nó bớt đi. Đồng thời cô có thể ăn tránh được những cái đồ cay nóng quá, hoặc là cô ở tuổi này rồi thì cũng đừng có làm việc nặng, có thể do cái tình trạng sinh đẻ mình hoặc ở dưới ngoài đó mình làm việc nặng nhiều thường xuyên thì cơ sàn chậu mình đã yếu rồi, thì cô tránh tình trạng đặc biệt nặng và cô đừng có để lên cân. Đó là những cái cách giúp cho cô
có thể bớt cái tình trạng khó chịu của cô. Thì những cái sản phẩm như chứa mầm đậu nành và hạt quý đỏ Beppo thì nó cũng hỗ trợ cho tình trạng rối loạn đi tiểu. Nhưng cái điều quan trọng của cô là cô phải tập, và cô mỗi lần cô đi tiểu, nếu có tiểu buốt, cô tiểu rắt thì cô phải đi khám để cô coi có tình trạng viêm hay không. Nếu có tình trạng viêm trở lại, cô buộc lòng phải coi dùng kháng sinh kèm theo nữa thì nó mới hiệu quả được trong cái điều trị của cô. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là tổng hợp lại là chúng ta sẽ có được những bài tập, là cái thứ nhất là chúng ta sẽ tập là mình nhịn tiểu, đúng không ạ? Là theo cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ ghi chép lại. Thứ hai là chúng ta có thể nằm xuống để có thể là tập bài tập đạp xe đạp và mình sẽ nhíu hồng môn lại. Đúng rồi. Và cái cách thứ ba là chúng ta cũng có thể là mình thay đổi những cái cách sống của mình, và đặc biệt là những cái món ăn. Hạn chế ăn đồ cay nóng chua, đúng không ạ? Và lúc nãy thì ngay từ đầu chương trình tới bây giờ thì Quang Quý cũng có nghe là bác sĩ Lý Bá Tước chia sẻ rất là nhiều về việc là chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại thảo dược để có thể là hỗ trợ, và trong đó là có sản phẩm có chứa Goles và mầm đậu nành, và cũng như là hạt bí đỏ Beppo. Thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ nhiều hơn là chúng ta cần phải lựa chọn như thế nào, và những cái sản phẩm như thế nào thì sẽ phù hợp, và chúng ta phải sử dụng ra sao với những sản phẩm đó ạ? Thì với những cái sản phẩm từ cái nguyên liệu Goles, từ mầm đậu nành và hạt bí đỏ Beppo kết hợp với cao độ trọng và L-carnitine thì nó giúp cho giảm được cái tình trạng co thắt của cơ bằng quang, làm cho cái điều hòa được cái tính đàn hồi của cơ bằng quang là một. Thứ hai, điều hòa được cái thần kinh của bằng quang, làm cho bớt cái tình trạng đi tiểu, và nó đồng thời nó làm mạnh cơ sàn chậu. Thì cái đó đã được nghiên cứu và được đánh giá lâm sàng của bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Trung ương, thì thấy cái hiệu quả là như vậy, đạt tới 96% sau 4 tuần điều trị. Thì đó là cái sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ cho những bệnh lý về bàng quang tăng hoạt, OAB, để giúp cho cái điều hòa cái tình trạng đi tiểu của mình, để giảm bớt số lần đi tiểu ban ngày cũng như ban đêm, và giảm bớt tình trạng khó chịu. Và hy vọng rằng quý vị sẽ có những cái cuộc sống tốt đẹp hơn, bớt cái tình trạng căng thẳng về cái tình trạng rối loạn đi tiểu của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bác sĩ Lý Bá Tước. Và như quý vị và các bạn chúng ta cũng đã thấy là tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát đang là bệnh lý phổ biến ở cả nam và nữ trong độ tuổi ngoài 40. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được một cái phương pháp điều trị một cách hiệu quả, an toàn, và tránh cái việc là để lại những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Quý vị có thể tham khảo sản phẩm Ích Niệu Khang, sản phẩm tiên phong chứa Goles từ Thụy Sĩ, gồm chiết xuất hạt bí đỏ Beppo và mầm đậu nành. Và Ích Niệu Khang cũng đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội. Kết quả đăng trên tạp chí Y học Việt Nam cũng cho thấy Ích Niệu Khang hiệu quả trên 96% người dùng, giúp giảm rõ rệt số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng và tiểu không kiểm soát, và cũng như là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, hiệu quả ở cả nam và nữ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Ích Niệu Khang cũng đã dành tặng ưu đãi đặc biệt là mua 5 lọ tặng 3 hộp cho quý vị, cho 100 khách hàng gọi đến số 1800 6723 để đặt mua Ích Niệu Khang. Theo đó thì 100 khách hàng đầu tiên đặt mua 5 lọ Ích Niệu Khang 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 20 viên. Tổng giá trị quà tặng lên tới 465.000 đồng thưa quý vị. Và vì thời lượng của chương trình cũng có hạn cho nên là mọi câu hỏi chưa được giải đáp, quý vị vui lòng gọi đến số điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại 1800 6723. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả quý vị. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Lý Bá Tước, bác sĩ chuyên khoa 2 Viện Y Dược Học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình tư vấn sức khỏe bạn hỏi thầy thuốc trả lời cũng xin phép được khép lại. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp vào 15 giờ ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình.